Mến chào các bạn, video này mình sẽ tiếp tục review một dòng nồi chiên không dầu đến từ thương hiệu của Việt Nam nữa. Đó là nồi chiên không dầu Perfect. Thương hiệu Perfect có rất nhiều mẫu nồi chiên không dầu. Tuy nhiên trong video này mình chỉ review dòng nồi chiên không dầu Perfect 5 lít. Tại vì mình thấy đây là sản phẩm có thiết kế đẹp, phù hợp với đại đa số nhu cầu của người dùng hiện nay, và cũng là mẫu bán chạy nhất của hãng này. Đầu tiên là chiếc nồi chiên không dầu Perfect GLA768. Đây là một trong những chiếc nồi thuộc phân khúc cao cấp nhất của Perfect. Nồi có thiết kế hình trụ tròn cực kỳ sang trọng, với vỏ ngoài được làm từ nhựa PP cao cấp chịu nhiệt tốt. Lòng nồi được tráng lớp men chống dính cao cấp, giúp cho bạn dễ dàng vệ sinh hơn sau mỗi lần nấu. Đây cũng là chất liệu an toàn không gây hại cho sức khỏe. Vỉ chiên được đục cắt lỗ nhỏ li ti, ngoài việc giúp cho luồng không khí nóng lưu thông được tốt hơn, nó còn có tác dụng tách dầu mỡ thừa trong thực phẩm hiệu quả. Dung tích của nồi rộng rãi, 5 lít, cho bạn nướng cả con gà khoảng 2 kg, phục vụ tốt bữa ăn hàng ngày cho gia đình có 4 đến 5 thành viên. Nằm ở phân khúc cao cấp của hãng nên chất lượng món ăn của Perfect GLA768 làm ra khá ổn. Thức ăn chín nhanh, vàng đều mà không cần lật. Nồi sử dụng công nghệ đốt chân không rapid air để làm chín thức ăn, giúp bạn chế biến những món ăn lành mạnh, giảm thiểu được lượng lớn dầu mỡ trong món ăn, ngăn ngừa bệnh béo phì, tim mạch. Nồi được trang bị bảng điều khiển cơ dễ dàng sử dụng, phù hợp với mọi đối tượng người dùng. Thứ hai là chiếc nồi chiên không dầu Perfect PFD88. Mặc dù có cùng thông số và dung tích với phiên bản trước, nhưng nồi chiên không dầu Perfect PFD88 có thiết kế hoàn toàn mới, trang bị nhiều tính năng hiện đại hơn. Nồi được trang bị màn hình điều khiển cảm ứng hiện đại, có tích hợp sẵn 7 chương trình nấu ăn, giúp bạn chế biến món ăn ngon đơn giản hơn. Chỉ sau vài thao tác một chạm, Perfect PFD88 cũng được trang bị công nghệ chiên không dầu Rapid Air, cho phép bạn chiên nướng thức ăn bằng không khí nóng mà không cần dùng đến dầu mỡ, hoặc dùng rất ít. Với thiết kế sang trọng, tinh tế, sản phẩm này ngoài việc giúp cho bạn chế biến ra những món ăn ngon, nó còn là một vật trang trí cho gian bếp của gia đình bạn. Đánh giá ưu và nhược điểm của hai dòng sản phẩm này. Về ưu điểm, nồi có thiết kế đẹp, dung tích rộng, phù hợp với đại đa số nhu cầu của người dùng hiện nay. Sản phẩm được làm từ chất liệu tốt, được nhà sản xuất chọn lọc kỹ càng, giúp làm tăng độ bền và an toàn khi sử dụng. Nồi giúp hạn chế được tối đa lượng chất béo có trong thực phẩm chiên rán, nhờ công nghệ chiên không dầu Rapid Air, tiết kiệm thời gian cho chị em nội trợ, dễ dàng tạo ra những món ăn ngon, lành mạnh chỉ sau vài thao tác đơn giản. Nồi chiên không dầu Perfect 5 lít có mức giá rất hợp lý so với các sản phẩm khác cùng phân khúc trên thị trường hiện nay. Mặc dù có mức giá rẻ hơn nhiều so với các sản phẩm của Philips hay Lock & Lock, nhưng chất lượng món ăn và độ bền của nồi chiên không dầu Perfect thì không thua kém. Nhược điểm, không quan sát được thức ăn trong quá trình nấu. Nồi có mùi nhựa trong lần đầu tiên sử dụng, đây cũng là nhược điểm chung của các dòng nồi chiên không dầu. Mình đã có một bài viết chi tiết về cách khử mùi cho nồi chiên không dầu, các bạn có thể tham khảo dưới phần mô tả của video nhé. Mua nồi chiên không dầu Perfect ở đâu uy tín? Sản phẩm đang được bán chính hãng, thông qua các đại lý ủy quyền của Perfect trên toàn quốc. Nếu các bạn muốn mua sản phẩm trực tiếp, thì có thể liên hệ thông qua số điện thoại tổng đài của hãng 1900-636-099 để được hướng dẫn địa chỉ mua hàng uy tín gần nhất. Nếu các bạn muốn mua hàng online, thì đặt mua trực tiếp tại website chính thức của hãng. Mình đã để đường link website dưới phần mô tả của video. Mong rằng video này sẽ hữu ích với các bạn. Nếu các bạn có thắc mắc gì hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.